Mọi người hoan nghênh. Kể từ hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ có một cái hòm nhỏ thuộc về riêng mình. Trong chiếc hòm này sẽ được đựng phần thưởng, huân chương, di vật và di thư của mọi người. Mỗi lần trước khi thi hành nhiệm vụ, mọi người đều sẽ bỏ bức di thư mới nhất của mình vào trong này. Nghe có vẻ đột ngột quá nhỉ? Lần đầu tiên tôi đứng ở đây nghe được những lời này, phản ứng của tôi cũng giống như mọi người. Thậm chí tôi đã không thể ngủ mấy ngày. Thường thì ở độ tuổi của mọi người, chỉ nên suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để viết được bức thư tình hay nhất, chứ không phải di thư. Nhưng tôi phải cho mọi người biết, vì có chiếc hòm này mà mọi người sẽ trở nên khác với người thường. Tuổi thanh xuân của mọi người sẽ trở nên vinh quang vô thường. Chiếc hòm tuy nhỏ, nhưng nó lại tràn đầy trọng trách, sứ mệnh và cả ước mơ. Vì vinh quang và ước mơ đó, tôi rất lấy làm tiếc phải nói với mọi người. Mọi người sẽ phải bỏ ra mồ hôi, nước mắt, thậm chí là sinh mạng mà người thường khó về tương. Có thể mọi người vẫn chưa thực sự hiểu được những lời tôi vừa nói, nhưng sẽ có một ngày khi mọi người đích thân nếm trải thử thách sinh tử ẩn náu ngoài chiến tuyến, thì mọi người sẽ hiểu chiếc hòm nhỏ này rốt cuộc có ý nghĩa gì với sinh mạng của mọi người. Nói hay lắm. Chào viện trưởng. Các đồng chí, tôi là Cao Thiết. Hoan nghênh các vị gia nhập 701. Tôi xuất thân là người cầm binh đánh trận, tính khí rắn, nói chuyện cũng không dễ nghe như giáo quan An của mấy người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mấy người, cánh cửa 701 dễ vào nhưng không dễ ra. Kể từ nay mọi người bước vào đây thì sống là người của 701, chết cũng phải làm liệt sĩ của 701. Đã rõ chưa? Rõ. Hàn Băng, có, đi theo tôi. Đây là chiếc hòm mật của cha cậu. Bây giờ tôi giao lại chìa khóa cho cậu. Hy vọng cậu hãy kế thừa chí nguyện của ông ấy. Tôi thay mặt 701 chí kính cậu. Hàn Thái Tưng, mày có giỏi thì ra đây cho ông.
cảm giác bị chôn sống. Mày có biết không? Quế Lan, mẹ ơi dậy đi. Quế Lan, mẹ ơi dậy đi. Em tỉnh lại đi. Mẹ, dậy đi mà. Cả cuộc đời Hàn Thái Tưng tôi không hổ thẹn với quốc gia, chỉ hổ thẹn với vợ con. Tại sao thầy không viết thư hồi âm cho em? Tôi đã nói tôi bận việc không rảnh. Em có thời gian viết, sao thầy không có thời gian viết hồi âm? Đó là việc của em. Được rồi, có hồi âm hay không là việc của thầy, nhưng có viết hay không là việc của em. Tóm lại, em sẽ tiếp tục viết thư gửi cho thầy. Đây, cho thầy này. Thế là sao? Tôi đã nói tôi sẽ không viết hồi âm cho em. Ai nói với thầy đây là thư? Di thư đấy, của em.
Quên mất ban nãy thầy ăn nói hiên ngang khí phách lắm mà. Thầy đã nói vào 701 thì phải để lại di thư trong hòm bảo mật mà. Em nghĩ mãi, tóm lại em mà chết, di thư cũng là để lại cho thầy. Để trong hòm sắt phiền lắm, mang thẳng cho thầy còn hơn. Hay là giờ thầy bóc ra xem đi. Tốt nhất là đừng có đùa chuyện này. Mang về, xé thì xé, vứt thì vứt, sau đó viết lại một bức di thư mới, bỏ vào thùng sắt. Để lại cho người thân của em. Thế di thư của thầy cho ai vậy? Người thân nhất của thầy là ai? Không liên quan tới em. Giáo quan An, Dung Kim Chân, có chuyện gì? Thầy có rảnh không? Thầy không rảnh. Tôi rảnh. Tôi nói thầy không rảnh. Nhưng giáo quan An nói là thầy rảnh mà. Xin lỗi, tránh đường cho tôi. Cảm ơn. Trác Lị, đóng cửa vào. Tìm tôi có việc gì? Dùng Kim Chân đúng là đồ mắt mù, dễ ghét. Em không muốn viết di thư bởi vì em không muốn chết. Em muốn về nhà. Em xin thầy bây giờ hãy đưa em về nhà đi. Dùng Kim Chân, cậu vừa mới rời khỏi nhà, khó tránh khỏi thấy nhớ nhà. Đó là điều rất bình thường. Nhưng tôi đảm bảo với em, tập huấn mấy tháng nữa, em sẽ hòa đồng với đại gia đình 701. Lúc ấy có đuổi em đi, em cũng không muốn đi. Nhưng bây giờ em muốn về nhà. Sao hả? Định đào ngũ à? Trưởng phòng Trịnh rất quý cậu, còn mong cậu vào Bắc Viện đấy. Em đã tính rồi, em có xác suất 96,5% sẽ vào Nam Viện. Nhưng mà em... Cậu nói cái gì? Bao nhiêu phần trăm cơ? 96,5%. Xác suất 96,5% sẽ vào Nam Viện. Làm sao cậu lại biết? Sắp xếp lịch học và sắp xếp thời gian em đã xem rồi. Mấy cái cột đánh dấu đỏ này em không biết được. Em tính rồi, thời gian 3 tháng là 91 ngày, cũng tức là 2.184 giờ, 131.040 phút, 7.862.400 giây. Trừ đi thời gian ăn cơm, ngủ nghỉ, đi học, còn lại là 3.931.200 giây đồng hồ. Thời gian trung bình để em học được một môn
là 1.296.000 giây đồng hồ. Thế nên em có xác suất 96,5% sẽ không vượt qua sát hạch được. Em sẽ vào Nam Viện. Dung Kim Chân, con số này làm sao cậu tính ra được? Cứ tính là ra thôi mà. Thành tích tập huấn không chỉ dựa vào con số mà tính ra, còn có nhiều nhân tố khác, chẳng hạn như những tài năng bẩm sinh, tinh thần nghị lực của họ. Không có gì tuyệt đối cả. Em biết mà, những gì thầy nói em đã nghĩ tới cả rồi. Nhưng bao nhiêu môn thế này em chẳng biết môn nào cả. Xác suất em bị loại chắc chắn không dưới 96,5%. Dung Kim Chân, cho dù là cậu tính đúng hết, đó không phải là vẫn còn 3,5% hy vọng sao? Vì muốn tranh được 3,5% hy vọng này, cậu cũng phải nỗ lực cho tốt. Tôi giúp cậu.